Đời người chỉ cần có ba thứ này, cuộc sống luôn bình an, gặp họa cũng thành phúc. Quý vị khán thính giả thân mến, trong cuộc sống này, nhiều khi sự giàu có về vật chất cũng không thể so sánh với khi trong cái nguy gặp được lối thoát, trong hoàn cảnh cấp bách lại tìm được đường bảo toàn cho bản thân. Ánh sáng cuối đường hầm chẳng phải bao giờ cũng lóe lên để cho chúng ta sự chỉ dẫn. Điều đó may chăng chỉ đến khi ta có được đủ phước báu mà thôi. Muốn cuộc đời mình luôn có ánh sáng soi rọi trên mọi bước đường, để ta luôn được hướng dẫn bước đi trên những lối nẻo bình an thuận lợi, mỗi người cần phải tự hoàn thiện bản thân mình, tu tâm dưỡng tính, tích lũy phước đức càng sâu dày càng tốt. Đặc biệt một người nếu có thể tu dưỡng thành được tam đức dưới đây thì gặp phải cảnh ngộ gì cũng sẽ có thể từ từ vực dậy mà đi lên. Hãy lắng nghe ba câu chuyện sau đây, quý vị sẽ thấu suốt được rằng trong mọi cảnh huống nguy cấp luôn có con đường đúng đắn dành cho mỗi chúng ta. Quan trọng là ta lựa chọn đặt lương tri và trí tuệ của mình ở đâu mà thôi. Câu chuyện thứ nhất, sự trầm tĩnh sinh ra trí tuệ. Tích xưa kể lại, có lần các vị thần trên thiên giới muốn bầu chọn vị thần có quyền làm chủ cõi trời. Bất kỳ vị nào cũng cho mình là quyền lực nhất, tối cao nhất trong vũ trụ. Họ nhất quyết cử ra một người trọng tài trong cuộc tranh tài lựa chọn. Vị trọng tài này có khả năng phán đoán và sự ngay chính đặc biệt và cũng là người cao tuổi hơn hết. Trong các vị thần, một vị bước ra nói, các ngài hãy xem để thấy rõ sức mạnh của tôi đây. Tức thì một ánh chớp lạnh xương, liền sau đó là sấm sét nổ vang, làm rung động không trung, dường như cả thế gian đều rung rinh sắp đổ. Các vị thần đều lo lắng. Lúc bấy giờ không ai còn nghĩ quyền năng mình là bất khả xâm phạm nữa. Vị thần Bão Tố bước ra nói, sức mạnh của tôi còn ghê gớm hơn, hãy xem dưới kia cánh đồng mênh mông lặng lẽ. Vừa nói dứt lời, bỗng mặt nước biển dâng lên, ban đầu từ từ, kế đó sóng nổi gió tung, những cơn sóng thần bắt đầu cuồn cuộn, chỉ còn nước mênh mông trắng xóa, những ngọn núi cao, sóng cũng đánh ụp hết, không còn thấy ngọn. Sóng càng lúc càng cao, gió càng lúc càng lớn, làm lè chìm ngập đến tận cõi trời. Các vị thần đều thất sắc xin ngừng, thần Bão Tố vẫy tay, sóng bỗng lặng, gió bỗng yên, nước biển hạ xuống. Các vị thần chưa hết rung động thì một giọng cất lên, sức mạnh không phải ở nơi phô trương sự bạo tàn, vì nó chỉ phá hoại mà không tạo lập. Sức mạnh ở chỗ khuất phục được cái tâm của người khác. Người ta cảm động vì sự dịu dàng chứ không phải vì khủng khiếp sợ hãi mà khuất phục. Dứt lời, vị thần âm nhạc lấy ống tiêu thổi lên một hơi, nhẹ nhàng êm ái khiến hết thảy các vị thần mê mẩn tâm thần. Tất cả đều bị âm nhạc lôi cuốn như thôi miên. Nhưng có một vị thần thái độ huyền bí dường như thản nhiên bất động. Vị này không vì sấm sét mà lóa mắt, sóng bùa nước dâng cũng không khiến gương mặt trầm tĩnh của ông thay đổi. Và tiếng nhạc du dương cũng không làm cảm động lòng ông một chút nào cả. Vị trọng tài quay lại hỏi, ngài có phải bị vấn đề gì không? Không, tôi thấy cả và tôi nghe cả. Tại sao ngài không động lòng? Sấm nổ, nước dâng không làm tim ngài chấn động lên sao? Nhạc thần tiêu thánh không làm tâm hồn ngài xao xuyến sao? Ngài lầm rồi, quả tim tôi cũng đập, tâm hồn tôi cũng nghe tiếng nhạc, nhưng sao gương mặt ngài không biểu lộ cảm xúc gì? Tôi là thần trầm tĩnh. Tôi là người biết huấn luyện và làm chủ cảm giác của tôi, còn các ngài chỉ làm nô lệ cho nó, vì chính các ngài đã không thể chế ngự nó. Có ích gì khi lo áp chế những sự vật quanh mình, khi mà một tiếng nhạc tiêu dao cũng đủ làm cho cái tay cầm sấm sét kia phải rụng rời như rũ liệt. Còn nói đến uy lực gì nữa đây? Các vị thần cúi mặt làm thinh, vị trọng tài nói tiếp, quyền bá chủ thuộc về vị thần này, trầm tĩnh. Sức mạnh thật nằm ở nơi tâm hồn trầm tĩnh của ngài, hơn cả sự điều khiển vạn vật. Vị này biết chế ngự tình cảm và dục vọng của mình. Có câu rằng, tĩnh là phúc, hết thảy những phiền não trong đời người đều đến từ dục vọng, ham muốn và sự không an phận của con người. Những hấp dẫn của vật chất, danh lợi
tình người, người ta không thể thoát ra được. Thời xa xưa, có rất nhiều văn nhân có thể đạt đến cảnh giới tĩnh tâm như nước. Tàm Nguyên, Yên Đỗ, Nguyễn Khuyến, điềm tĩnh câu cá uống rượu, vịnh trăng thu mà cho hậu nhân thấy được cả bầu trời nội tâm, và sau này là vị cha già dân tộc Hồ Chí Minh. Những năm tháng bị tù đầy ở Trung Quốc, dẫu thân thể ở trong lao nhưng tinh thần ở ngoài lao, vẫn điềm nhiên ngắm trăng vọng nguyệt và để lại những kiệt tác thi ca đẹp đẽ vô giá. Trong cuộc đời, rất nhiều người đều mong muốn có thể làm cho tâm linh của mình được yên bình, nhưng rất ít người biết được rằng tịnh, thuần khiết và tĩnh, tĩnh lặng là có quan hệ mật thiết với nhau. Khi tâm linh của một người ở vào thời khắc tĩnh lặng thì trí tuệ của họ khởi tác dụng to lớn. Trái lại, khi tâm của một người là lo âu bồn chồn thì tuyệt đối không thể sản sinh được trí tuệ. 2. Câu chuyện thứ hai, biết cúi đầu mới có thể nên nghiệp lớn. Một tài năng trẻ đến thăm một vị tiền bối, bởi vì tuổi trẻ khí thế mạnh mẽ nên anh ta đã ngẩng cao đầu mà sải bước đi rất nhanh. Không ngờ vừa bước đến cửa thì đầu của anh ta bị đập mạnh vào cái khung bên trên, đau điếng cả người. Anh ta không ngừng dùng tay mà xoa đầu, vừa nhìn cái khung cửa thấp hơn mình. Vị tiền bối ra chào đón chứng kiến cảnh này liền nói: "Rất đau phải không? Nhưng mà đây có lẽ là thu hoạch lớn nhất trong chuyến thăm ngày hôm nay của cậu đấy. Người ta cần luôn nhớ rằng lúc nên cúi đầu thì phải cúi đầu. Người ta thường cho rằng ở trên cao, ở trên người khác mới là thành công trong cuộc đời, nhưng thực ra không hẳn là vậy. Người sống khiêm nhường thấp điệu, nguyện ý ở chỗ thấp thì cuộc đời của họ giống như thưởng trà vậy. Nước trong ấm sôi nhưng tâm người thưởng thức lại tĩnh, một bàn một ấm chậm rãi thưởng thức để mặc trần thế phủ hoa. Lúa chín cúi đầu, hoa hướng dương chín cũng cúi đầu. Nhưng trong cuộc sống, rất nhiều người không hiểu được trí tuệ của cúi đầu. Rất nhiều người đều là muốn ưỡn ngược ngẩng đầu nhìn về tương lai mà không nguyện ý khiêm tốn cúi đầu nhìn con đường đang đi trước mắt. Cúi đầu mới có thể ngẩng đầu, mới có thể đúc thành nhân cách cao thượng. Người thấp điệu luôn khiêm nhường, luôn khoe khoang tài năng, không tự cao tự đại. Họ giống như một thảm cỏ xanh giữa sa mạc rộng lớn mát mẻ và dễ chịu, là hy vọng của mọi người. Họ cũng là một tấm gương sáng giúp người khác nhìn ra những chỗ thiếu sót của mình, đồng thời cũng hiểu được nhân sinh. Người sống thấp điệu có thể nguyện ý ở dưới người khác, luôn thong dong thư thái khoáng đạt mà không lo lắng, không toan tính hơn thua được mất. Đây cũng chính là người không thấu nhân sinh. Càng là người có tu dưỡng thâm sâu thì càng khiêm nhường. Đối với họ mà nói, giữ mình thấp điệu chính là một loại đức hạnh. Nếu nói rằng những người lương thiện là linh hồn của thế giới, thì những người thấp điệu chính là mảnh đất chứa đựng những thành tựu, những điều tốt đẹp của thế nhân. 3. Câu chuyện thứ 3, biết ngẩng đầu để giữ vững tiết tháo. Bính Cát là người nước Lỗ thời Tây Hán. Ông là người phúc hậu, hiểu biết đại nghĩa, có công nhưng không phô trương. Lúc Khán Vũ Đế Lưu Triệt tuổi già, trong cung xảy ra vụ án oan Vu Khống hãm hại thái tử Lưu Cứ. Thể thiếp và con cái của thái tử đều bị liên lụy. Cháu nội của thái tử vừa mới chào đời được mấy tháng cũng bị giam vào trong ngục. Bính Cát tham gia thẩm tra xử lý vụ án này, trong lòng biết thái tử bị oan, vì thế mấy lần tấu trình lên hoàng thượng rằng vụ án này chứng cớ không đủ, đều bị Vũ Đế mắng nhiếc. Ông thương xót cháu chắt của hoàng tộc, không có ai chăm sóc, bèn đặc biệt tuyển chọn và phái một cô gái trung hậu cẩn thận vào bảo hộ và dưỡng dục. Ông cũng hàng ngày luôn vào ngục thăm nom nhà thái tử. Bạn bè của Bính Cát sợ ông vì thế mà chuốc tai họa, nên nhiều lần khuyên ông nên tránh đi, kẻo bị liên lụy. Bính Cát lại kiên định nói: "Làm người không thể không giảng nhân đức, vốn là án oan, huống hồ chất của hoàng thượng vẫn còn là một đứa bé sơ sinh, nó có tội tình gì? Tôi không đành lòng mới làm như vậy, làm người không thể đánh mất lương tâm của mình." Sau này Hán Vũ Đế lâm bệnh, lại nghe lời đồn đại nói rằng trong nhà ngục ở Trường An có khí thiền tử bốc lên. Hán Vũ Đế vừa sợ vừa giận,
liền hạ chiếu đem toàn bộ phạm nhân tội lớn tội nhỏ ở Trường An đồng loạt xử tử. Sứ thần suốt mấy đêm liền đến nhà ngục nơi giam cầm chắt của hoàng đế, Bính Cát đều không để sứ thần vào. Bính Cát tức giận nói, người vô tội không đáng phải chết, hơn nữa lại là một đứa bé như thế này, ta sẽ không để cho các ngươi làm như vậy. Sứ thần thấy thế nói, đây là chỉ ý của hoàng thượng, người dám kháng chỉ không tuân mệnh, người thật là kẻ ngu xuẩn. Bính Cát thể sống thể chết kháng cự sứ thần. Ông kiên quyết nói, ta không phải là kẻ bất trí, làm như vậy chỉ vì bảo toàn danh tiếng và tính mạng của đứa chắt hoàng thượng và những người vô tội. Việc cấp bách như thế này, ta nếu có chút tư tâm, sai lầm to lớn sẽ không có cách nào vãn hồi được nữa. Sứ thần không thể vào được, chỉ còn cách trở về báo lên Hán Vũ Đế. Hán Vũ Đế nghe xong cũng vừa hay tỉnh ngộ, không truy cứu tội kháng chỉ của Bính Cát mà còn đại xá cho thiên hạ. Những phạm nhân do Bính Cát quản lý nhờ có ông đều được may mắn sống sót. Sau khi Hán Vũ Đế qua đời, một thời gian sau, khi con và cháu của Hán Vũ Đế lần lượt nối ngôi rồi qua đời hoặc bị phế, thì đứa bé mà Bính Cát bảo vệ năm xưa lên ngôi, đây chính là Hán Tuyền Đế. Nhưng Bính Cát chẳng hề đề cập đến ân đức ngày trước của mình đối với vua. Sau này, người khác kể công nuôi dưỡng Hán Tuyền Đế, Bính Cát cũng nhân đó thành thực tấu lên việc làm của họ, nhưng giấu đi việc tốt mình làm. Hán Tuyền Đế thông qua một vị quan mà biết được ân đức của Bính Cát, hết sức cảm động, kính trọng phong Bính Cát làm Bác Dương Hầu. Lúc ấy chính là khi Bính Cát đang trong cơn bệnh nặng, nên Hán Tuyền Đế vô cùng lo lắng. Đại thần Hạ Hầu Thắng tinh thông những việc cát hung thiện ác và âm dương ngũ hành bèn tâu. Thần nghe nói, những người có đức âm thầm làm việc tốt chắc chắn sẽ được hưởng phúc lạc cùng với con cháu. Hôm nay, Bính Cát được hưởng thiện báo, bệnh tật sẽ chóng qua khỏi, xin bệ hạ yên tâm. Không lâu sau, quả nhiên Bính Cát khỏi hẳn, thụ phong Bác Dương Hầu làm thừa tướng, người đời xưng ông là Hiển Tướng. Câu chuyện Bính Cát nhân hậu, tận trách nhiệm, không tính công, không kể thưởng, được lưu danh sử sách, không chỉ phản ánh đạo đức cao thượng của người xưa mà còn là tấm gương sáng để người thời nay học tập noi theo. Câu chuyện này cho thấy, ở vào hoàn cảnh khó khăn nguy khốn, một người nên là có phong thái ngẩng cao đầu, dùng thái độ lạc quan tích cực để đối mặt thì mới có thể tìm được lối thoát. Nếu ở vào hoàn cảnh khốn khó, một người chỉ biết than trách gục đầu ủ rột thì không chỉ không giúp cải thiện tình hình mà còn khiến tình hình thêm xấu đi. Người quân tử tu dưỡng thâm sâu, không bởi vì lâm vào nghịch cảnh, không bởi vì đối mặt với sinh tử, không bởi vì cám dỗ trước công danh lợi lộc mà vứt bỏ tiết tháo nhân phẩm của mình. Họ đều có tín niệm kiên định phi thường lớn. Đây mới là ý nghĩa của biết ngẩng đầu. Quý vị khán thính giả thân mến, trong xã hội, mải chạy đua theo vật chất như ngày nay, để tìm được một cá nhân hội tụ đủ ba mỹ đức trên là không hề dễ. Thế nhưng, đừng bao giờ mất niềm tin vào quy luật nhân quả trên đời, bởi đó không phải là sự mê tín, mà thực sự là quy luật vận hành tác động đến mọi mặt của cuộc sống này. Chính vì vậy, trong những nghịch cảnh, những trường hợp mà vàng thau lẫn lộn, nếu như ai có thể luôn điềm tĩnh ngay cả lúc nguy nan, luôn khiêm nhường không tranh biện và luôn vượt qua được những cám dỗ của danh lợi, không đánh mất bản tính chân thật, lương thiện, bảo vệ cái thiện, chống lại cái ác, thì người ấy chính là người có phẩm chất cao quý. Những thiệt thòi lúc này sẽ chỉ là chút nghịch cảnh trước mắt, còn phước báu sẽ luôn chờ người đó trên suốt chặng đường đời.